Ê, định không quay nhưng mà thôi thì quay chứ để mấy ông nói là có những người vô hỏi sao không thấy Thuận Thiên quay thì lại nhảy vô nói còn cái mẹ gì đâu quay mất hết trơn rồi này kia nọ khác. Trời ơi, năm nay tôi lượm bên hệ thống đại lý của tôi nó lượm nhiều vườn mà lượm bao nhiêu không khai, thề là không khai, nhiều vườn của mấy ông bỏ chạy. Năm nay thời tiết nó bất lợi, trời ơi nó rụng cả bên Thái và bên Hà Lan nó cũng rụng. Tại vì năm nay có một cái rãnh nóng mà thế giới vừa mới nói là 1/3 dân số là ảnh hưởng bởi cái nóng này. Và cái nóng này đó là năm nay nói trước nha, 23 và 24 là El Nino, mà El Nino năm nay là nóng nhất, nóng hơn 20 10 16 nha. Và nóng luôn hơn 29, tức là sẽ nóng nhất trong 8 năm qua, nên cả nhà phải phải cẩn trọng, phải chuẩn bị nước tưới cho cái 23 24 nha. El Nino quay lại đó. Nên biến đổi khí hậu kỳ này là trầm trọng, và năm nay cả nhà thấy là thời tiết rất ư là kỳ cục luôn. Phải chuẩn bị nha. Đây, hàng ri rồi một hàng Thái là để thụ phấn chéo đây, để lý thuyết của mấy mấy kỹ sư hóa chất đây. Để coi hình cây cây tơ, để coi là cây này mấy tháng tuổi rồi. Thấy không? Nhưng rồi ơi, năm nay mới nghe nói 10 ngày 40 ký phân, 5 ngày 45 ký cho những cây nào chưa ra ngọn. Trời ơi, phải ít thôi, tại vì chúng ta phải chuẩn bị đón cái mưa đầu mùa. Cái lượng mưa đầu mùa, cái lượng đạm sấm chớp càng nhiều, 3/4 trong không khí là gì? Là nitơ. Sấm chớp càng nhiều thì đạm càng cao, nên cái chỗ nào mà sét đánh xung quanh nó tốt. Ri nè, trái đã không? Cái cây này bị giai đoạn này cứ lấy soi và TN quét, rồi xong đó là sục soi amino NPK sục lỗ cách lỗ 1 mét. Mùa này sẽ chậm tại vì nó nội sinh, nó do nó nuôi nè, cả nhà thấy không, nó nuôi 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 nè đó đó, thì nó hơi chậm nha. Nhưng chúng ta phải coi có nguyên nhân nè, từ cái máy tôn nè xuống nè, cái máy tôn nè xuống nè, nước nè chảy nè nè đó à. Rồi cả cái mô bên đây nè, cái nước bên này nè chảy đây là tràn qua đây nè, thấy cả nhà thấy không nè, thấy không anh, đây 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 nè anh nè, nó chảy nó xối cả cái lỗ đây nè, rồi nó vọng qua bên đây nè đó nè, cả cái lỗ này. Nhìn nhìn cái lá là biết là anh nói là từ ngày anh xài quy trình Thuận Thiên thì nó rọt nước, đúng rồi, như cái nệm, nhưng mà đó là mưa 30 phút chứ mưa 1 tiếng, tiếng rưỡi đó, nên phải tìm ra nguyên nhân của cái này anh. Cái này là anh này, anh ông chủ vườn này giỏi ghê. Anh Sơn ở đây là cái gì anh Sơn? Đi, đây là đi. Cũng là rẫy là thuộc ấp 2, xã Xuân Đường, Cẩm Mỹ. Cẩm Mỹ. À, cái cây này là mấy năm tuổi rồi anh? Cây này 5 năm. Tháng 6 này nữa là 5 năm. 5 năm. Ừ, như vậy là mới có 4 4 năm, gần 5 năm. Wow. Đó, ai ai nói ri khó đâu, mà cây tơ nữa nha. Ri nè. Giỏi đó. Trời ơi, anh bón gì mà nhiều phân hữu cơ quá, không được đâu. Bón nhiều lần không được, bón một lần nhiều, tại vì ông trời không biết ông. Mấy đợt trái nhỏ thì bấm đòn bón nhiều lần, giờ nó lớn rồi đâu có sợ rung. Dạ dạ thì thấy là ra ngọn không, không cái này thì không, yên tâm. Dạ nhưng mà sợ. Dạ, đúng rồi. Cái này to thì thôi thoải mái. Không có thể nào phóng được. Tại nó rút dinh dưỡng hết. Wow, có gì nè. Wow, trái. Nhưng mà tại vì mình hai cô bông đó anh, nên nó phóng một cái thì có mấy cái trái của bông sau nó sẽ bị méo uổng đi, nên bón bón nhiều lần, đừng bón một lần nhiều. Thí dụ trái nhỏ đó anh, hồi xưa là một tháng mình bón 6 ký, thì khi trái nhỏ là cứ 15 ngày bón 3 ký, nhưng mà khi nó trái nó lớn lên thì 15 ngày bón 4 ký đó, nó là như thế. Rồi cứ thế, tại vì quá trình cái công thức phun của mình nó rớt xuống đất nó cũng tốt mà, rồi cộng với đạm trời trời đất cho nữa. Anh làm với Thuận Thiên là bao lâu rồi? 3 năm mấy rồi. Ồ. Oh. À.
vườn này xịt không có trật gì hết. Ừ, rồi, hay quá. Trời ơi, đó, hàng. Nè. Đúng rồi. Dạ. Đó, và cái này nó phải thoát. Cái chỗ này nè, nó thoát như này nè. Đó, thấy không? Đó, nè, có đường nước chảy nè. Chứ nó động một cái là nó dính liền. Cái này không phải chạy đâu, anh ngăn qua em bỏ phân năm tưới đây. Dạ, vậy đó. Đại loại là vậy. Rồi, mình giải thích lại là tại sao đó. Mưa, thí dụ như mưa trên Tây Nguyên đó, mưa 15 ngày, 15 đêm. Thì một cái gốc nó mấy ngàn lít nước thì nó không sao. Nhưng mà chỉ cần nước ở nơi khác mà vọng vô là cây nó bị phía top. Giải thích rồi, bây giờ mình giải thích lại thôi. Đó, tức là bạn càng sát gốc cây á, thì các vi sinh vật có lợi cho các cây trồng này tập trung càng nhiều. Đó, cây nó chiêu hiền đại sĩ như người vậy đó. Các nhà khoa học người ta nghiên cứu nó có cái chất để nó tiết ra để nó chiêu dụ vi sinh vật có lợi về cho nó. Thế là các cái nấm đối kháng nó là cân đối. Nó có nấm có hại nhưng mà nấm có lợi nó nhiều. Đó. Nhưng khi mà nước ở nơi khác thọc tới thì nó bị mất cân bằng về cái lực lượng đối kháng, dẫn đến là gì ạ? À, nó bị thằng phi top nó tấn công. Đó, dạng như vậy ha. Đó, nên là chúng ta thấy đó là cây tiêu đó mưa cả một mười mấy ngày cả ngàn lít nước không sao, nhưng mà chỉ cần 200 lít nước mà chảy cách đó 4-5 mét mà vô giọng cái dính liền. Cây sầu riêng nó yếu lắm ha, nó rất là yếu, nó rất là khó. Được mấy trăm cây vậy anh Sơn? Anh Sơn phải không? À, được mấy trăm cây vậy anh? Vườn này được 60 mấy cây, dưới kia trong con nhỏ nữa là 70 đó. À, đã quá ha. Rồi đó thì dặn với nó dân như vậy đó. Coi clip này xong là câm. Cái lâu lâu tôi bận mà tôi nói tôi tập trung, và sắp tới tôi đụng tôi quay đó thôi, tôi không có quay mà bài lớp lớp hồi xưa đâu. À, không tin thiệt kệ, đừng có ngồi, có những ông ngồi đó đợi cái vườn ông A sao rồi anh, vườn ông B sao, không có đâu, từ nay sau không có đâu nha, mệt. À, làm vườn điểm rồi chảnh chẹ rồi bắt đầu lũi vô bu vô, rồi bắt đầu là thuyết phục chồng không được, cái thuyết phục vợ tùm lum tà la lắm trò, đại lý nó mệt. Ok. Cũng phải chăm chứ. Không, cây này bỏ luôn. À, cây này bỏ tại vì nó chật rồi. Đấy, đây là lý thuyết là trồng 6 mét này, nhưng trồng so le thì mấy năm đầu là thu cao, rồi sau đó đụng tàn thì phải xác định, cũng đau lòng lắm. Nhưng mà 10 năm đầu là thu rất là cao. Đó. 6 mét so le. Ôi ôi. Ri. Cái cành này bự vậy không có một cái. À, cái cành này thì thường thường nó sẽ không có, tại vì không phải một phần thôi. Cái này là cái nó bị tức là nó nhiều khi cái mình phun lên cái dạ cành này nè, nó nằm ở dưới á, mình phun không kỹ, nhưng đúng ra là mấy cái này nó phải trái, phải trái rất nhiều nè. Mà sao nó không ra? Dạ, là như vậy. Nhưng mà sang năm thì nó sẽ ra. Cố gắng là chúng ta phải, bởi vậy em mới nói là ra đi ra lại là vậy đấy. Nó có nhiều vấn đề lắm anh. Thí dụ như là cái rễ nào là cành đó, chứ không có phải là lên đây rồi nuôi chung với nhau. Đó. Cũng ra nhiều lắm. Dạ, nhưng mà có thể là cái rễ nó sung quá nên cái hóc môn tăng trưởng nó cao, nó nên là mình phải. Cái vườn này nha. Cái vườn này là coi chừng nha. Mưa là phải đi ra coi các cái đường nước á. Các cái đường nước kia bậc thang kiểu này là cũng mệt lắm ạ. Như cái chỗ này, cái đường nước là phải coi lại đó. Như đây nè, cái đường này không chủ quan được đâu, chủ vườn thấy hơi chủ quan đó. Nè, cái đường nước này nó phải chảy vô đây chứ, nó mới khuyết cái đất này xuống chứ, đúng không? À nè, mưa nửa tiếng thì không nói, một tiếng nó dọng vô đây rồi. Nên cái vườn này là vườn bậc thang này là phải điều chỉnh lại các cái đường nước, chứ không thôi là nó mệt đó. Nó mệt đó. Đặc biệt cây càng lớn chừng nào, cái vườn mà trồng dài như vậy nè, cái vườn mà trồng dài vậy nè anh Sơn,
là phải coi lại cái đường nước. Tại vì sao ạ? Tàn nó kín hết rồi, ánh nắng mặt trời nó không rọi vào được, nên cái nấm Phytophthora ở ngoài lối đi này nó rất là nhiều. Dạ. Nó nắng, nó thưa, nó nắng thì nó ít. Cây này càng lớn càng kín chừng nào thì cái nấm Phytophthora nha. Đó. Nên cây trồng nó hay vậy đó. Ở trong gốc thì nó nấm đối kháng và vi mặt có lợi nó nhiều hơn ở ngoài, để nó bảo vệ cái cây trồng. Khi bác nó trung tính thì mới làm được cái điều này. Đó, nên cả nhà mới thấy một điều rằng là khi chúng ta đi ra ngoài đường á, những cái cây không ai bón gì hết á, tại sao trong xác cổ rễ nó lúc nào cũng tơi xốp? Vi sinh vật có lợi tập trung vào trong cổ rễ, càng sát gốc cây vì là có lợi tập trung càng nhiều để nó bảo vệ. Đó, cả nhà cứ thấy đi, rất là tơi xốp. Rồi thôi, tôi đóng clip lại nha. Tương đối là ổn hết rồi, sửa sơ trái lại thôi. Trái tốt à, năm nay mới làm bói hả? Cái vườn này là phải coi lại đường nước nha, phải coi lại đường nước chứ không thôi mệt á. À, nó có các cái dấu vết nè. Không cần phải vấy bôi cái này đâu, mấy anh không cần bôi mấy cái này đâu. À, anh cứ lấy soi cộng với TN bôi à, nguyên chất cũng được, hoặc tỷ lệ 1:1, một phần nó một phần nước cũng được. Ây da, cái đường vườn này dốc 45 độ hơn à, 45 độ. Cái đường nước á, vườn này phải coi lại cái đường nước. Ừ. Ừ. Rồi. Dốc dốc. Ôi ôi, phóng cái đọt. Wow. Cái này sao đây? Cái này sao mà phóng bị xì đường nước hả? Wow, này là phóng nè. Đó, mà giữ được không? Giữ. Nói chung là cái cây này lúc ra thì nó ra ít bông, ra ít bông. Đó dơ mà à, là do cái đường nước này nó bị xì lâu rồi không? Cái mình không ức chế được đúng không? À, đó dơ nó ra bóng kia. À, à. Măng cục em làm ở dưới cái vườn đó vậy. Cái không xiết nước được triệt để. Thế là nó không ra ra bông. Bây giờ gần thu rồi thì cái chỗ đó là ra bông, cái, trái vụ nó có da. Đó. Đó. Nước vô nửa bồn. Lại thanh ra là trại nó lớn hơn mấy thanh kia. Nó được xích. Anh nhìn thấy gì không? Được có phèn. 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 Nước dâng lên một cái là những cái chỗ này nó chứa này nó xì nha. Đó. Lẽ đèn bóng luôn đó. Nên là phải cái vườn này cái thế thoát nước nó khó thật cái chứ. Nhưng mà phải. Rồi. Chắc ngâm cứu. Ngâm cứu nhanh. Dạ.